mình chế ra để mà né cống cho các bạn lúc nước mặn. Thì lúc trước không có motor này thì năm số người dặn mới nổi các bạn. Thì thời gian năm số người dặn thì rất là lâu, khoảng 20-30 phút. Thì có motor này làm trong vòng 1 phút mấy là mình mà mở cống được các bạn, rất là tiện lợi như các bạn. Rồi chuẩn bị mở nha các bạn. Mời các bạn xem video nha. Một số ghe tàu khá là nhiều tập trung trong và ngoài cống chuẩn bị vô cống nha các bạn. Cống mới mở thì có va chạm rồi các bạn. Nước còn chảy quá thì xà lan này không qua nổi các bạn, đành phải dè xuống thôi, chứ nước còn quá chảy lên xà lan này mất đến không khả năng nào qua cũng nổi các bạn. Dè xuống đi anh ơi, nước còn chảy lắm, cũng yếu qua. Thì cuối cùng thì xà lan này cũng tụt cống nha các bạn, và dè cho chiếc phía sau lên nha các bạn.
và có một chiếc xà lan khác đang vô cống các bạn, đang lấy tới rất là mạnh và có khả năng chiếc này qua cống thành công các bạn. Xà lan này động cơ khá là mạnh nhưng mà qua cống cũng rất là dễ các bạn.